trùm momo.com, web chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7, top thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay trùm momo.com để kiếm tiền nhé. Hey yo, cả quân đây mọi người. Và hôm nay tiếp tục là cái video làm về cái nick phụ nha mọi người ơi. Và lần này thử thách sẽ khó hơn hôm qua. Và trước khi vào cái nick phụ của mình ấy, thì bây giờ mình sẽ làm một cái kiểu cái vách ngăn cho vị quản gia này. Thì sau bao lâu làm cho nhà của cá quân thì mưa gió cũng phải đứng ở ngoài trời, cho nên là hôm nay mình quyết định là làm một cái chỗ trú cho vị quản gia này nhá. Và có cả nội thất nghỉ ngơi các thứ luôn. Ví dụ như nếu mà vị quản gia này có mệt mỏi ấy, thì có thể nằm giường đấy. Nếu có muốn ngồi ghế xong thì uống trà gì đấy thì cũng có luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ triển khai luôn cho mọi người coi nhá. Ok, vậy là cái vách ngăn mình làm cho vị quản gia này đã hoàn thành được 90% rồi nha mọi người. Còn 10% nữa, và cái 10% này cũng rất là quan trọng luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ triển khai nốt cái 10% còn lại nha. Mình sẽ để cho vị quản gia này đứng ở hộp điện thoại công cộng nha mọi người nha. Đấy, để biết đâu thì nhà có trộm hay là có cái gì bất thường thì vị quản gia này sẽ báo luôn cho mình để mình biết mình về nhà nha mọi người. Đấy, và tiện cũng là để che nắng che mưa luôn, tại vì bây giờ mình cũng chưa có làm cái mái cho cái nhà vị quản gia này đấy, cho nên là cái hộp điện thoại công cộng này sẽ giúp vị quản gia này che nắng che mưa luôn nha mọi người. Đó, mở ra được này đấy, khi mà có trộm cái alo cái có mặt luôn đó, mọi người thấy tiện không đấy. Xong rồi không có trộm chẳng hạn, nhà đang bình yên chẳng hạn, thì ngồi lên giường ngủ ấy, chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ mới gọi cho cá quân thôi đấy, cha con làm cái gì nữa đâu, trời ơi, rất chi là xịn sò luôn. Còn thích ngắm cảnh thì ngồi ghế đây, ngồi ghế có cả đèn luôn, rất là thơ mộng luôn, nhìn ra ngoài biển lại còn nhìn thấy cái phi thuyền nữa thì hết nước chấm luôn rồi. Và hôm nay có một cái thử thách cực kỳ là khoai môn luôn, khoai hôm qua gấp đôi luôn mọi người nha. Thì hôm qua mình chấp tất cả, à đâu, hôm qua mình chấp mọi người trong room là một map đúng không? Đấy, bạn nào mà lên đầu map số 2 trước là mình bắt đầu chạy. Còn hôm nay là mọi người ở trong phòng này, ai mà bắt đầu cái map số 3 cái mình mới được chạy cơ mọi người ơi. Đó, cho nên là thử thách hôm nay cực kỳ là khoai luôn. Cái map này có hai map đợi luôn. Hai map đợi này thì lấy cái top nó cũng khoai lắm mọi người ơi, phải có map khó cơ. Rồi, đã có bạn lên được đầu map số 3 rồi, bắt đầu các con chạy nha. Thì cái map này là map đợi nó lại dễ, cho nên là cái thử thách của các quân sẽ khó rất là nhiều lần luôn. Nếu mà nó vào mấy cái map kiểu map kỹ năng ấy thì mấy bạn kia còn khoai môn, mấy bạn còn dễ rớt, chứ mấy cái map dễ như thế này mấy bạn kia không thể nào mà rớt được mọi người. Cùng lắm là mình hên lắm thì mọi người mới rớt thôi. Đấy, thì đã có bạn ở cái tầng số 5 rồi kìa mọi người. Đấy, tầng số 5 này, ui, lại còn FX nữa. Toàn ơi, FX này làm sao mà có thể rớt được đây. Mấy bạn FX chơi ghê lắm. Thế mọi người luôn, mấy bạn FX chơi ghê thật sự luôn. Đấy, bạn mèo. Rồi, xong rồi, bạn ấy rớt rồi. Trời ơi, mình đang khen sao lại rớt. Rồi, cái bạn Avatar đen kia thì chắc là nó chuẩn bị rớt. Ê, mấy bạn này chắc là chuẩn bị rớt. Mà bây giờ không cần rớt đâu,
bây giờ là kỹ năng luôn đi, không trù cho mấy bạn này rớt nữa, bây giờ là chơi kỹ năng luôn. Ok, vậy là chỉ có cá quân đi tắt thôi thì chắc chắn là mình sẽ lấy cái top 1 rồi. Vậy là cái top 1 đầu tiên trong cái thử thách ngày hôm nay mọi người. Và bây giờ chúng ta cùng qua map tiếp theo này. Map này không biết là có bạn nào chơi hay không nữa. Đây, để mình thử ngắm xem có bạn nào leo ghê không. Có bạn 4 so kill kìa. Ok, phòng này thì có bạn 4 so kill là chơi cũng khá là mượt đấy. Hiện tại bạn ấy vẫn đang dẫn đầu. Và cái map này cũng toàn là map dễ. Ủa cha mà ơi, gặp toàn map dễ vậy ta. Rồi, có người đã lên tầng số 3 rồi. Và mình chuyển luôn. Đã có người lên được tầng số 3. Và cái map này dễ vãi hò mọi người ạ. Map này tuy không phải là map đợi nhưng mà nó dễ vãi hò ra. Làm sao mà làm khó được những bạn đi trước mình đây. Bây giờ ví dụ là gặp cái map nào mà nó có cái map xanh lá đậm chẳng hạn, hoặc là cái map cam chẳng hạn. Đấy, thì còn khó khăn cho mấy bạn kia thì mình đuổi nó còn dễ, chứ mấy cái map này dễ ợt ra ấy. Đuổi nó khoai lắm, mà không biết là trong này mình có đuổi được không đây. Vừa nãy có bạn bạn 4 so kill. Bạn 4 so kill đã bị rớt rồi mọi người. Trong cái map này mình đánh giá cao nhất bạn 4 so kill nhưng mà bạn đấy đã rớt rồi. Trời ơi, gần lên được cái map số 5 mà đã bị rớt. Thật ra thì nếu bạn ấy lên map số 5 thì chắc chắn là mình sẽ thua trong trận này rồi, nhưng mà cả quân vẫn còn hên lắm mọi người ạ. Rồi đến cái map tiếp theo này. Rồi bây giờ mình sẽ đánh giá xem cái map này bạn nào chơi hay nhá. Hiện tại đang dẫn đầu đó chính là Đéo Yêu Anh và Ngọc Anh. Ok, hai bạn này cũng khá là ngang nhau. Không, bạn Đéo Yêu Anh thì sẽ nhỉnh hơn một chút. Ok, thì có bạn lên đầu map số 3 rồi. Và mình triển khai luôn nha mọi người ơi. Đéo Yêu Anh cơ á. Trời ơi, là Đéo Yêu Anh. Thế thì yêu ai? Yêu em à? Rồi thì bạn Đéo Yêu Anh hình như là vẫn đang dẫn đầu hay sao ấy mọi người ạ. Vẫn đang dẫn đầu hay sao ấy. Rớt đi. Rồi bạn Ngọc Anh vừa nãy mình có nói thì đang ở tầng số 4 và sắp lên tầng số 5 rồi. Sắp lên được tầng số 5 rồi. Bạn Ngọc Anh ấy, cái bạn Ngọc Anh vừa nãy đi cùng bạn Đéo Yêu Anh ấy mọi người. Đấy, bạn ấy đang ở tầng số 5 kìa. Rồi xong luôn. Cái map này lại cũng là gọi là map đợi mọi người. Bạn ấy nhỉnh hơn một bước rồi, rớt đi. Ồ, ra hay lắm bạn ơi. Trời ơi, một cái quân thiêng lắm. Làm sao có thể lấy được cái top 1 của các quân đây. Ok, vậy là mình lại được cái top 1 nữa nha mọi người. Trời ơi, bạn kia gần về đích rồi lại để bị rớt. Ảo thật đấy. Và tiếp theo map nữa này. Map này cũng có map kỹ năng nha mọi người. Nhưng mà map kỹ năng thì nó lại ở tầng 2 rồi. Map kỹ năng nó lại ở tầng 2 rồi, nói làm cái gì nữa. Nào, trong này thì có bạn 300406 là leo đang dẫn đầu nha mọi người ơi. Nào mấy bạn lên đi, Lên đi. Ok, triển khai thôi. Hình như là bạn 300406 vẫn đang dẫn đầu kia sao. Hình như bạn ấy là nữ nha mọi người. Bạn đó là nữ hay sao ấy mọi người ạ. Đúng rồi, bạn đó là nữ rồi. Bạn này ui toàn rồi, toàn cá quân rồi mọi người. Trời ơi. Rồi xong luôn, bạn kia bạn lên map số 5 luôn rồi. Thế này thì cái top 1 của tôi làm sao đây. Nhưng mà mình sẽ cầu mong cho bạn đó rớt đi bạn ơi. Trời ơi, rớt thật luôn. Thiêng lắm, màu cá quân thiêng lắm mọi người ơi. Rồi, còn bạn màu cam kia rớt nốt này. Rớt nốt. Trời ơi. Trời ơi, sao hôm nay màu mình thiêng thế nhở. Thế thì cái top 1 chắc lại cá quân lộn thôi chứ còn ai nữa. Đấy, hiện tại cá quân đang dẫn đầu nha mọi người. Đây là mình còn rớt nha mọi người. Mình đã bị rớt xuống tầng 1 đấy nha. Nếu mà mình không rớt xuống tầng 1 thì bây giờ top 1 của mình từ lâu rồi đấy. Ảo thật đây. Mấy bạn này cứ nhường thôi. Ok, vậy là cái thử thách ngày hôm nay đã khoai môn hơn chưa mọi người. Nếu mà mọi người muốn test cái độ khoai môn của cái thử thách ngày hôm nay ấy, thì mọi người hãy thử vào trong tháp vô cực và chấp tất cả mọi người hai map nha mọi người nha. Đấy, chấp mọi người hai map xong rồi bắt đầu mọi người chạy cho mình. Thì lúc đấy mọi người sẽ thấy là cái thử thách này nó cực kỳ là khoai môn luôn. Đấy, cho nên bạn nào mà chưa đăng ký kênh, chưa ấn nút like thì làm luôn đi nha. Hẹn mọi người ở cái thử thách lần sau. Bye bye mọi người.